Vì yêu thương đã gắn kết họ với nhau. Hồi đó một cô gái học sinh dễ thương rồi mình mới bắt đầu tìm hiểu. Thấy ảnh thì mình mến rồi cái lần cái đâm ra. Luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua bệnh tật. Mà sợ tôi bị ung thư á. Xả hai lần, là 50 tia đó. Không có đau nhưng mà con người mình nó khó thở thôi. Ảnh cứ ngồi an ủi này nọ vậy đó. Thì phải lạc quan. Ung thư bây giờ nó gần như là lành rồi đó. Đón xem Thuần Vợ Thuần Chồng chủ đề yêu thương được phát sóng vào lúc 19:35 thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2024 trên VTV9.